Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc gửi con đi chữa bệnh, gia đình nhận về hũ tro cốt gây chấn động dư luận vào tháng 3 năm 2022. Thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an nhận đơn của ông NHN, 46 tuổi, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tố cáo ông Lê Minh Quang, 45 tuổi, đã có hành vi xâm phạm đối với con trai của mình là bé NLMQ, 3 tuổi, dẫn tới bé tử vong. Xác định đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, nên lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu lực lượng nhanh chóng điều tra. Theo kết luận điều tra, ngày 3 tháng 3 năm 2022, ông N đưa bé Quy đến thành phố Bảo Lộc và giao cho ông Lê Minh Quang điều trị việc chậm nói, hạn chế vận động của bé. Ông Quang đưa bé trai về nhà trên đường Phan Chu Trinh, thành phố Bảo Lộc. Tại đây, ông Quang có sự giúp việc của bà Cao Thị Thu Bích, 39 tuổi, ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trong việc lái xe, nấu ăn. Từ ngày 22 tháng 3 đến 23 tháng 3 năm 2022, cả hai thấy bé Quy bị ho và sốt, cho rằng bé mới bị nhiễm COVID-19 xong, không thể tái nhiễm, nên mua thuốc cho bé uống bình thường chứ không test COVID-19. Đến đêm 24 tháng 3, khi bé Quy ngủ thì vẫn ho, sốt nhẹ, thở khò khè, thì ông Quang dùng que test phát hiện bé trai dương tính COVID-19. Rạng sáng 25 tháng 3, ông Quang thấy bé Quy khó thở nên xoa lưng, hô hấp nhân tạo nhưng không giảm được. Ông này bàn với Bích lấy xe chở bé Quy đến bệnh viện, nhưng sau đó bé trai này tử vong trên đường, nên bà Bích quay xe về lại nhà trên đường Phan Chu Trinh. Bà Bích bàn với ông Quang nên báo cho gia đình bé trai biết, nhưng ông Quang nghĩ ông N bệnh nặng, lại mới đưa con đến thì ông N sẽ bị sốc nên không báo. Bà Bích nói tiếp là báo cáo với cơ quan y tế thì ông Quang cũng không đồng ý vì cho rằng vào thời điểm này, cơ quan chức năng sẽ đưa thi thể bé trai đi hỏa táng, thủ tục thực hiện mất nhiều thời gian, sẽ chậm việc đưa thi thể bé trai về thành phố Huế. Do đó, Quang bàn với Bích trực tiếp đưa thi thể của bé Quy về Huế. Thế nhưng do không quen đường đi, lại là phụ nữ lái xe mệt mỏi, nên thay vì đi Huế thì xe do bà Bích lái chở cả ba về thành phố Buôn Ma Thuột. Việc di chuyển chậm cũng khiến ông Quang và bà Bích lo ngại thi thể bé bốc mùi hôi. Khi đến thành phố Buôn Ma Thuột, cả hai bàn nhau dùng củi và dầu đốt thi thể bé Quy. Sau 7 giờ đốt, cả hai đưa tro cốt bé trai vào một chiếc xô rồi đưa về quê. Thượng tá Hoàng Công Quảng cho biết, ban đầu khi hài cốt về tới quê thì giữa hai bên ông Quang và ông N không xảy ra vướng mắc gì. Nhưng sau đó ông N vẫn có gì đó lăn tăn về cái chết của con trai nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố đối với ông Quang và bà Bích. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố đối với hai bị can Quang và Bích về tội danh trên. Khi bàn giao tro cốt cho gia đình ông N, ông Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng lo chi phí mai táng cho bé Quy và dàn xếp bồi thường cho gia đình số tiền 5 tỷ đồng. Đã nhờ bà Bích chuyển cho gia đình ông N 800 triệu đồng, hẹn từ 1 đến 2 tháng sau sẽ trả hết. Nhưng sau đó ông Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành, nên gia đình ông N đã chuyển trả lại cho ông Quang số tiền 800 triệu đồng.